Kính chào quý vị, bà con, cô bác. Lời đầu tiên, Hasuko gửi lời cảm ơn quý vị đã xem video. Và ngày hôm nay, Hasuko lại giới thiệu đến với quý vị một số sản phẩm đồ nội y Victoria Secret. Và đây là cái sản phẩm chắc chắn là chị em phụ nữ sẽ quan tâm. Và chúng ta thử xem là khi vào cái mùa sale thì Victoria Secret sẽ được giảm giá như thế nào. Và quý anh cân nhắc trước khi xem nhé. Tại vì đây là những cái đồ nội y cho nên là nếu như quý anh nào quan tâm mà muốn mua tặng cho bà xã hay muốn mua tặng cho người thương của mình thì mới quan tâm, còn không thì chị em chúng ta hãy cùng theo chân Hasuko khám phá xem là đồ nội y này được giảm giá như thế nào vào mùa sale nhé. Rồi xin mời quý vị theo chân Hasuko. Let's go. À, quý vị thấy không? Bây giờ là rất là nhiều người đến rồi. Lúc nãy là buổi sáng Hasuko đi sớm quá cho nên là chưa có nhiều người. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy không? Đây là cái khu vực ăn uống ở đây. Đã có rất là nhiều người đến mua sắm rồi. Nhộn nhịp. Rất là nhộn nhịp. Đó, và phía xa kia là Victoria's Secret. Victoria's Secret thì bây giờ Hasuko sẽ mời quý vị theo chân Hasuko đến Victoria's Secret nhé. Giới thiệu đến với quý vị, đây là nhãn hàng Victoria's Secret. Đây là nhãn hàng chuyên bán đồ nội y dành cho phụ nữ. Và có một cái điều rất là đặc biệt là người thành lập ra Victoria's Secret này lại là một người đàn ông. Có nghĩa là một chàng cựu sinh viên trường đại học Tufts University và Stanford đã thành lập vào năm 1997. Như vậy, Victoria's Secret là nhà bán lẻ nội y lớn nhất ở Mỹ và được thành lập bởi Roy Raymond vào năm 1997. Doanh thu của hãng năm 2012 là 6,12 tỷ đô, với vốn điều lệ là 1 tỷ đô. Công ty chuyên bán nội y, quần áo phụ nữ và mỹ phẩm qua các bộ catalog soạn xuất tới hơn 375 triệu bản mỗi năm, rồi bán qua trang web và các cửa hàng ở Mỹ. Và khi chúng ta ở Mỹ, chắc chắn chị em phụ nữ của chúng ta không quá xa lạ với cái nhãn hàng Victoria's Secret này đúng không? Và bây giờ thì hãy vào cùng Hasuko vào trong cửa hàng này xem thế nào nhé. Và bản thân Hasuko là cái người rất là thích đồ của Victoria's Secret. Chị em phụ nữ chúng ta đừng quên là khi chúng ta ở nhà thì chúng ta cũng phải mặc đẹp. Và khi chúng ta mặc đẹp thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn. Chúng ta vui thì cuộc sống của chúng ta nó cũng vui hơn. Rồi người bên cạnh của chúng ta họ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Cho nên chúng ta nên chú ý là khi chúng ta ở nhà thì chúng ta cũng phải mặc đẹp nhé. Chứ đừng chỉ là khi ra đường thì chúng ta tươm tất, nhưng khi về nhà thì chúng ta lại đầu bù, tóc rối, quần áo nhàu nhĩ, rồi không sạch sẽ, thơm tho thì chắc chắn là cái người bên cạnh họ cũng rất là e ngại điều đấy. Cho nên chị em phụ nữ chúng ta nhớ là đẹp cả bên ngoài và bên trong nhé. Bây giờ thì chúng ta thử xem nhãn hàng Victoria này vào dịp Black Friday thì có khuyến mãi gì không nhé. Mua một tặng một. Đây không phải là cái cửa hàng trong outlet cho nên là chắc chắn là không có giảm giá nhiều như những cái cửa hàng ở trong outlet. Thì quý vị thấy không, những cái áo choàng giá 25 đô một áo. Và Hasuko đã chọn được cho mình một mẫu rồi. Màu đen rất là đẹp đúng không quý vị? Đó, mua một tặng một. Hasuko rất là thích những cái bộ pyjama ở trong nhãn hàng này vì cái chất liệu mặc thích lắm. Đây là mua một tặng một. $25 một món. Cũng không quá đắt đúng không quý vị? $25 một túi xách. Thực ra những cái mẫu túi này thì chắc là các bạn trẻ thì phù hợp hơn.
về cái nhãn hàng Victoria này thì Hasuko chỉ sử dụng đồ nội y với lại là đồ ngủ thôi, chứ còn túi xách hoặc là đồ dưỡng thể thì Hasuko không có thích của mùi của Victoria. Đó, những cái mẫu túi xách rất là dễ thương, có 25 đồng. Nhưng mà những cái mẫu túi này thì phù hợp cho các bạn trẻ nhiều hơn là cái lứa tuổi của Hasuko. Thì đây là những cái bộ Zidoma mà Hasuko rất là thích. Thì quý vị thấy không? Mua một tặng một. Chất liệu mặc rất là thích. Đó, 25 đồng. 25 đồng một áo thì không hề là mắc đúng không quý vị? Mua một tặng một, rất là nhiều món mua một tặng một đây quý vị. Màu sắc và ánh đèn thật là đẹp đúng không quý vị? Đây, 25 đồng. Về nước hoa thì Hasuko không có thích nhãn hàng Victoria lắm, nhưng mà quay cho quý vị xem thôi. Còn chị em phụ nữ chúng ta thì chắc chắn là rất nhiều chị em phụ nữ rất là thích những cái chai dưỡng thể này. Và quý vị thấy không, 6 đồng một tuyết dưỡng thể. Và nhãn hàng Victoria Secret này chị em phụ nữ chúng ta rất là thích, cho nên quý anh cũng có thể là tặng cho chị em phụ nữ những cái món quà từ cái nhãn hàng này. Chắc chắn là khi chị em phụ nữ nhận được sẽ rất là cảm động, vì quý anh đã rất là quan tâm tới chị em phụ nữ. Đó, quý vị thấy không, những cái sản phẩm mà tuyết dưỡng thể này có 6 đồng một tuyết thôi. Và mỗi cái dịp sale như thế này á, thì có rất là nhiều chị em phụ nữ đã đi lựa chọn chọn. Thành phố San Marco có một cái chỗ outlet, có một cái cửa hàng Victoria chuyên bán hàng sale, rất là nhiều thứ để chúng ta lựa chọn, nhưng mà nó hơi xa nhà của Hasuko. Khi nào rảnh thì Hasuko sẽ đến đó. Thỉnh thoảng thì Hasuko hay đến cái thành phố San Marco, đến cái trung tâm chuyên bán đồ sale, thì có một cái cửa hàng của Victoria này nó rất là lớn, thì Hasuko cũng đã chọn được rất là nhiều cái trang phục rất là rẻ. Ví dụ như có những dịp Hasuko mua có 25 đồng một áo, rồi quần thì khoảng là 5 đồng một quần, 3 đồng một quần. Thì đó là những cái giá mà đã sale. Còn những cái cửa hàng chính thống như thế này, nó không nằm trong cái hệ thống sale, thì chỉ có vào những cái dịp lễ lớn thì nó mới sale thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều quý. Cho nên mỗi cái dịp sale là ở những cái cửa hàng này, quý vị thấy là xếp hàng chờ tính tiền rất là lâu. Đó, quý vị có thấy qua một cái số hình ảnh mà Hasuko đã quay, có một số cô chú đang đứng xếp hàng, có một số anh chị đang đứng xếp hàng để chờ mua hàng. Những cái dịp sale lớn như thế này, ngán nhất là cảnh đợi thanh toán tính tiền thôi. Thực sự người Mỹ người ta mua online cũng rất là nhiều, nhưng cái cảm giác đi ra ngoài cửa hàng thì nó cũng có nhiều cái thú vị hơn là chúng ta ngồi ở nhà mua online. Cho nên Hasuko vẫn thích đi ra ngoài ngắm nghía, tận hưởng cái cảm giác thấy mọi người mua sắm, rồi ngó nghiêng một cái số sản phẩm nào đó. Chứ còn mua trên online thì chúng ta ở nhà thì rất là tiện lợi, nhưng mà cái cảm giác đi ra ngoài thì nó vẫn thú vị hơn đúng không quý vị? Yeah.
Còn đây là cửa hàng bán đồ về sữa tắm và dưỡng thể. Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn. Và cách bài trí trang trí của họ rất là đẹp. Quý vị thấy nhân viên bán hàng họ mặc những cái đồng phục theo cái phong cách là Giáng sinh sắp đến, đội những cái nón ông già Noel. Đó, mua 3 tặng 3. Nhãn hàng này thì cũng không giá cũng không quá đắt quý vị. Quý vị thấy cửa hàng đẹp không? Rất là nhiều người đi lựa chọn. Cho nên cái cảm giác đi ra ngoài mình ngắm mọi người mua sắm cũng khá là thú vị. Cho nên ở Mỹ đúng là thiên đường mua sắm, chỉ sợ tiền không nhiều thôi đúng không quý vị? Đó, bây giờ quý vị thấy rất là nhiều người đi mua sắm rồi đúng không ạ? Buổi sáng nay thì Hasuko đến lúc khoảng 9 giờ hơn, thì lúc đó cũng chưa có nhiều người, nhưng bây giờ thì bắt đầu là đông người lắm nha quý vị. Bắt đầu cuồng loạn cơn mua sắm mùa sale. Vì người Mỹ thì quý vị cũng biết là họ ăn lễ Giáng sinh rất là lớn, giống như là Tết của chúng ta. Và cái văn hóa của người nước ngoài thì là ngày lễ Giáng sinh thì tất cả mọi người trong gia đình đều tặng quà cho nhau. Nhiều khi không phải chỉ có một món quà mà thậm chí còn rất là nhiều món quà để gây một cái sự bất ngờ cho cái người thân trong gia đình. Cho nên là đến cái dịp này là sale rất là nhiều, cho nên là mọi người ai cũng muốn ra ngoài để có thể lựa chọn được một món quà nào đó cho gia đình của mình. Chính vì như vậy cho nên rất là đông. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA nhé. Mỗi một kích kích chuột của quý vị làm Hasuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.